Bữa nay mưa quá thấy cạo trưa luôn bà con, thấy cũng chia sẻ với bà con cái mũ vừa đục vậy nè, đục lên vậy nè, dưới kéo ở dưới đó, cái miếng gấp kéo xuống rồi đục lên mũ nhiều hết bà con. Cái nãy cây thì nó cũng ẩm á, cũng ẩm thôi, mưa riết thì cũng ráng cạo luôn. Này bữa trước sao mà trúc đến đông phèn nóng đó bà con, cái sao mà trúc bị sót à. Cục mũ độ cao lắm, cứng lắm. Giờ nó vẫn còn chảy ha. Để qua mấy cây này nữa chia sẻ với bà con ha. Đó. Đục lên dày. Để cho nó được một gần nữa, hơn nửa tô, nửa tô. Ngày bữa gỡ sót nè bà con. Cục mũ cứng lắm. Mũ này là bán được 12 á. Bán được 12 ngàn ha. Để qua mấy cây này nữa quay chia sẻ với bà con. Đây, cây này cũng gần tràn tô. Mũ rất là nhiều ha bà con. Mưa thì coi như là mình nghĩ cạo nhiều chứ chứ mưa nó có sức á, mà thấy mũ nó lên. Ở này là bà con thấy nước ở đây nó chảy xuống. Vậy là cái tô này không phải là do mũ nhiều mà do nước, bà con thấy nước. Nước. Đó, nước nó gần tràn tô luôn. Cây này ít hơn ha, cây này ít hơn, cây này nó yếu do cái đợt nó yếu quá. Rồi, qua bên đây, qua cây này thì ướt không cạo. Qua bên cây này. Đó, cây bên đây. Vừa kéo luôn mà con, vừa kéo nè. Đó, cái bắt đầu nó chảy do mưa gió nó chảy. Nó chảy lem, nếu mà không không xỉa vậy thì nó sẽ chảy ra ngoài. Bữa trước nó chảy ra ngoài hết một mớ. Còn này là miệng đục ha, miệng đục đây. Đục lên đây. Nói chung đục thì phạm sát sát phạm nhâm nhâm chứ cũng không được đẹp bà con. Nó mới có mũ chứ còn đục mà không tuyệt đẹp á, thì coi như là nó không có được mũ nhiều. Nếu mà thường á, là nó cũng phải phạm đục lên á, kéo thì có thể không phạm chứ còn đục phải phạm nhâm 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 nó mới có mũ không bà con. Tức là mình cạo sát sao sơ sơ sẩy chút xíu là nó sẽ phạm, tức là nó sát nó mới có mũ, sát cái lớp lớp vỏ lụa. Ở đây nó cũng chảy lem mà con ấy, chảy lem. Rồi cái này được một tô luôn nè. Cái này mà không phải xớt qua cái ít. Rồi, đi qua thấy đi tới một số cây nữa. Đó, cái này. Cây này cũng gần đầy tô, vừa kéo xuống vừa đục lên. Qua cây bên đây nữa không con. Cây bên đây. Đó, cây này tô như tô nhất luôn nè, tô này tô chín lạng á. Là tràn rồi còn xớt qua đây hiu miếng nè. Đó, vừa cũng vừa kéo xuống. Kéo xuống ha. Rồi đục lên. Đó, đục lên. Dẫn bằng sợi dây chỉ nè, dây chỉ này nó đầy quá phải thay. Rồi ở bên đây nữa, cây này là đục lên, có cái đường này đường dẫn mũ nè, đường này dẫn mũ nè, để cho nó có chảy lem xuống á, cho nó cũng chảy ra ăn chảy, rồi cho nó chảy theo đường này xuống. Và con thấy là nó do ướt á, nó chảy quá trời đường luôn ha. Đó. Rồi thấy cạo kéo xuống đó cho được con tô mà vẫn còn chảy. Cái này là nó phải tràn tô nè. À, bữa trước trúc đến đông trúc sót nè. Rồi qua cây bên đây nè. Rồi cây bên đây nữa nha bà con. Đó. Bà con thấy mưa nó ẩm nè. Nhưng mà vẫn ráng cạo nè. Bà con thấy nước. Nước. Đó. Cạo xuống cái đường này đường dẫn mũ thôi. Rồi nó chảy, cho nó chảy xuống. Nếu mà mình cạo được tới đây nè thì nó bao coi như là bao chảy bậy luôn,
có cho nó chảy dày cũng được, dày cũng được thì nó cũng không có ra khỏi được cái miệng này. À, đó thì được một tô ha, một tô này là bơi bơi 2-3 năm á bà con, bơi 2-3 năm đó vẫn còn chảy, cái này thì nó sẽ đầy tràn tô. Đây có cây này, cây này đục lên, đục lên nhé bà con, đục lên kéo xuống đó, rồi cho nó chảy xuống đây, chảy xuống đây là bao bao chảy bậy luôn, chỉ có cái khâu dưới đây nè. Đó, khâu dưới đây bà con thấy mưa đó chảy lên thì thấy có cạo hờn đường đây, đường này đường làm hờ để mình dẫn mũ thôi mà nó cũng có chảy lên ra ngoài, tức là mưa rất là nhiều, ráng cạo thôi chứ chứ là mưa nhiều lắm bà con. Mưa cạo trưa rồi có khi 10 giờ 11 giờ mới đi cạo, cạo kéo. Nếu mà mưa nó ẩm ẩm mình ráng mình cạo á, bữa sau nó hay bị sót miệng hoặc là nó có tình trạng chớm khô miệng thì bà con sử dụng, có thể sử dụng riêng cái gói Ridomin Gold thôi, bôi lần là nó hết à, nó thông miệng trở lại và nó chống khô miệng cạo cũng như lét sọc miệng cạo. Rồi, mấy cây bên đây nữa ha bà con, mấy cây bự bự to to vậy nè, mũ phải mơi lắm. Cái này là không có bỏ phân đó bà con, cạo chai á chứ cái này bỏ đó, cái này mũ nó chảy đó. Đó. Đó, này bỏ phân nữa là phải 2 tô, nếu cạo theo cái kiểu vậy đục lên rồi kéo xuống đó, là 2 tô. Cái da dưới giống như da tái sinh rồi nha bà con, rồi đục thì còn thấp, da dưới da tái sinh đó. Nên nó kèm theo đục nữa cho nó có nhiều mũ. Đục lên như này. Đó, đục lên. Cái này đường dẫn mũ ha. Đó, thì bà con thấy nó chảy ghê không? Nó chảy đi tứ lung tung hết. Nhưng mà nhờ có cái đường dưới là bao bao chảy bậy luôn, bao chảy ra ngoài. Chỉ quan trọng là cái đường ngay chỗ này. Đó. Rồi ở đây nữa. Đây thì thấy không có nhập kê miệng gốc, chứ miệng miệng gốc này thì còn cái ngay chớn này đó là da, da này là da nguyên sinh, còn mặt bên kia hết rồi thì thấy cạo kéo ngay đó. Rồi miệng đục thì hứng một tô này, đục lên vậy hả con, đục lên vậy. Rồi đường này đường hứng mũ nè, để cho nó có lỡ nó lem xuống á, nó lem xuống nó cũng heo nè bà con, thấy nó lem xuống là nó đều heo cái đường này đó. Còn cái này mà lỡ mà nó có chảy theo cái đường dưới nè là mình phải vuốt, vuốt lấy tay vuốt làm rất tỉ mỉ. À, những cái nó lỡ nó chảy vô những cái cọng râu này mình phải kéo ra nè bà con, kéo ra lấy dao cắt cho nó thẳng nó bằng ha. Nó làm cung rất là công phu, rất tỉ mỉ, giống như là thợ cắt tỉa vậy đó, phải tỉ mỉ, chỉ cần chút xíu như vậy thôi là nó có thể là chảy ra ngoài hết trơn á. Và ngày hôm nay Thế cũng chia sẻ ngắn, cảm ơn bà con đã quan tâm, hẹn gặp lại bà con ở những video khác.